Bây giờ mấy anh mẹ thật thi rồi. Mẹ nhỉ? Nhiều. Này có điều kiện là nó có điều kiện bác rồi. Đang này chi mày? Đó, quay hết. À, quay làm TikTok. Anh làm TikTok à? Cái đó được chúng giỏi anh chứ được 1.000 follow rồi bán hàng trên TikTok rồi à, giờ bán hàng TikTok à? Ừ. Bán hàng gì ba lô các kiểu không chơi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.